Chào cô chú anh chị ha, thì hôm nay em có giao lưu một cái lô sỉ tại vườn nha anh em. Đó, cái hàng này nói chung anh em nào á muốn bứng á thì em bứng cho anh em, là tính tiền cước thì tiền cước bứng nha. Đó, cái hàng này anh em mua sỉ ha. Hàng bằng 450 cây nha anh em. Nói chung là 40 cây là đạt ha. Đó, cái hàng mai chiếu thủy nha anh em, lá lớn ha, cây uống chỉ cần giật cốt hết trơn nè anh em. Đó anh em. Cái hàng này anh em về nuôi ha, anh em giật cốt và giật ham ha. Đó. Hàng này đã có sắp đế trơn rồi anh em. Đó, một nước đế hết trơn ha. Anh em về cắt cuôn lại giùm em làm thêm nước đế ha. Kia cạnh thì có đầy đủ hết trơn ha. Chi 1, chi 2, nhánh phong đều có ha. Đó, hàng nó giòn giòn nhau nha anh em. Hàng tầm 15 đến 20 ha. Đó, hàng mini ha. Đây, đó. Cây khá đẹp luôn ha. Đó. Nói chung hàng này là anh em về bao chơi luôn nha anh em. Để em lên 1-2 cây ha. Hàng này là lá lớn nha anh em. Đây. Đó. Hàng khá đẹp ha. Đây em vô vài cây mẫu cho anh em coi ha. Tại vì hàng này khó đi nha anh em thông cảm giùm em ha. Để em quay một cây, hai cây mẫu cho anh em xem ha. Đây. Đó, cây là siêu to luôn ha. Đây à. Hàng là siêu to luôn. Chia cành đầy đủ ha. Đột đỉnh đều vẫn là có đầy đủ hết trơn nha anh em. Đó. Em quay tiếp nha anh em. Đó. Cây này hiện tại bây giờ chưa có cuôn ra, anh em chưa thấy nó rõ ha. Hàng nhưng mà hàng thì đã có sắp đế đều hết trơn nha anh em. Đây em quay khảo sát 1-2 cây cho anh em coi ha. Đây, để đây, 1, 2, 3, 4 đều hết nha anh em, tại vì chưa khử ra ha. Chi 1 nè anh em, chi 2 ha. Đó, cây dựng đột đỉnh ha, khá đẹp ha. Đây, cây nào như cây nấy nha anh em. Đây. Đó. Để anh em khỏi lo ha. Đế này đã có sắp sẵn hết 1, 2 nước ha anh em. Đó, hả điều ha. Chỉ cốt cành có đầy đủ ha. Đó, hoành nè. Đó, từ 5 đến 20 nha anh em. Hàng này là nói chung anh em về làm trực bài là hết sảy luôn. Đó. Nè anh em. Cây nè. Đó, đã có gân cốt hết trơn ha. Đó, anh em về trực bài là hết sảy luôn ha. Đó. Đó anh em, trực bài là hết sảy luôn. Đó anh em nào lấy số lượng thì anh em cứ inbox, đó gọi số điện thoại trực tiếp cho em ha. Đó. Đó. Hàng còn rất là nhiều luôn ha. Đó.